À, xin chào tất cả các bạn thì vừa um, đúng lời hứa thì hôm nay mình làm một cái clip ngắn để hướng dẫn à, thôi trao đổi đi để trao đổi với các bạn một uh, một cái cách làm để chúng ta có thể là thể hiện được cái cấu tạo tường uh, có đầy đủ cái kích thước hoặc là cái chú thích uh, kích thước đi kèm À, để chúng ta có thể là có một cái hồ sơ mà thể hiện những cấu tạo điện hình nó hoàn chỉnh tại vì như các bạn đã biết rồi thì uh, trong cái uh, legend view uh, để cái cái mà chúng ta hay tạo để chúng ta làm những cấu tạo điện hình đấy thì cái phần tương với phần sàn thì chúng ta ngoài việc ghi chú những cái uh, vật liệu này ra thì chúng ta cũng không có làm được gì với cái phần kích thước cả và nhiều khi các bạn thì muốn kỹ các bạn muốn làm những phần kích thước nữa thì chúng ta sẽ làm như sau tất nhiên cái, cái, cách làm này thì nó cũng hết sức là đơn giản thôi không mình mà nói là nó một cái thì các bạn à lên nữa sao nó vớ vẩn thế này à, đã khá như thế hoặc là ô sao nó đơn giản thế này à, thì à, trước khi nói thì cảm ơn các bạn đã tương tác cái nhiệt tình với cái bot của mình thì à, giống như mình đã nói một câu cho vui nữa là chúng ta cái bot này mà được 100 like thì mình sẽ làm cái clip thì hết sức là cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tương tác với bot này cho vui nhé à, ít nhất thì À, mình cũng biết được là các bạn cũng hay ghé kênh của mình và các bạn cũng có tương tác nhiệt tình với các video của mình thì hy vọng à, các cái nội dung của mình đưa lên thì à, đón nhận được sự tương tác à, của các bạn càng nhiều thì mình càng vui nhé các bạn like các bạn comment thậm chí các bạn share các bạn giới thiệu kênh của mình thì mình hết sức là cảm ơn nhé nhưng mà trước mắt thì cái nút like nó cũng đơn giản lắm các bạn xem thì các bạn kích vào một cái cho mình nhé chỉ tốn của bạn có một giây thôi nhưng mà nó à, là nguồn động viên đối với người những người làm cái nội dung này đặc biệt là chia sẻ dạng à, miễn phí những cái chuyện mà nên có vẻ như anh em cũng rất là thích những cái nội dung mà mình à, chia sẻ trên kênh thì à, cảm ơn mọi người đã theo dõi à, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần à, nội dung à, cụ thể của video nha nhưng mà nói trước á <laughs> nói lại một lần nữa nha. nó đơn giản mà nó vớ vẩn lắm à, cho nên là các bạn xem xong rồi nếu như mà các bạn cảm thấy các bạn thích thú ấy, thì các bạn cũng like mà các bạn cảm thấy nó vớ vẩn quá hay là nó ngớ ngẩn quá thì các bạn cũng cho mình một like nha rồi ừ, ok chúng ta đi bắt đầu Đó. ví dụ như đây là mình cái cái công cái trình chúng ta đang đang có như thế này à, à, thì à, ở trong này à, nếu như mà các bạn lấy lấy luôn một cái 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 tường ở trong này để các bạn làm cái thống kê cái listen view cũng được nếu mà các bạn à, không muốn lấy thì các bạn muốn cho cái công trình của mình nó toàn vẹn thì các bạn sẽ vẽ riêng ra những cái mẫu tường ở bên này ví dụ ở trong công trình của mình thì mình lấy đại ra ba mẫu tường mình vẽ nha ví dụ à, mình cứ quên này mình vẽ ví dụ cái tường thứ nhất ở đây là cái loại này à, một loại nha à, mình vẽ nó dài ngắn như thế nào tùy rồi à, cái loại thứ hai là mình sẽ um, cho cái loại một loại bất kỳ đi nhé như thế này. Rồi, à, loại à, thứ ba mình vẽ phải... chẳng hạn như thế này. Ok, mình có ba cái loại như thế này à đó là bước thứ nhất là chúng ta vẽ ra những cái dùng những cái mẫu tường mà chúng ta sử dụng này để chúng ta vẽ ra và chúng ta à, chúng ta vẽ từ mặt bằng, bằng tầng 1 đi ví dụ như vậy thì các bạn cũng nhớ kiểm tra cao độ là nó đến cái tầng cái tiếp mặc dù ra cái tường là tường tạm thôi à, sau đó thì bước thứ hai các bạn sẽ vào trong à, bước thứ hai thì các bạn sẽ vào trong à, chọn hết những cái bức tường của các bạn đã vẽ lên đây à, các bạn vào trong cái thông tin về một không mình ấy các bạn sẽ cho nó một cái giá trị các bạn nhập vào giá trị thôi ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là À, trên đi chẳng hạn đó. hoặc là mỗi chữ gì đó tùy các bạn nhé để sau này chúng ta làm một cái biến chúng ta lọc thôi à, sau khi mà cho cái này thành lên rồi thì chúng ta sẽ Duplicate cái view này lên được view được cây nhé à, ta sẽ cho cái view này uh, tên là cái à, ví dụ như đặt tên cho nó luôn đi chúng ta đặt tên cho nó là one time okay. hoặc là các bạn đặt tên cấu tạo tường đi cho nó thuần việc nhỉ cấu tạo tường và chúng ta có thể nếu như các bạn có kỹ hơn thì các bạn sẽ xếp vào trong cái thư mục mà các bạn muốn. Ví dụ ở đây mình có cái thư mục là uh, số 0. thông tin chung. chúng ta sẽ có một cái view là cấu tạo từ. À, và trong cái view này thì mình có những cái cái để dự định làm cái cấu tạo cơ bản cho nó. Rồi, bước kế tiếp các bạn sẽ vào trong cái phần view, các bạn sẽ tạo một cái biến lọc mà giúp mình nhé anh à, ta sẽ vào trong phần filter ở đây mình sẽ tạo ra một cái biến lọc mới đặc như là à, biến lọc cho là à, cậu tạo tường nha sau đó trong cái biến lọc này thì mình sẽ cho nó lọc theo cái category đó là mình sẽ tạo biến cho cái phần quên đó mình sẽ kích bỏ những cái này đi cho đỡ, đỡ rối mắt trong cái quên này mình sẽ lọc theo cái phần comment ở trong phần comment này mình sẽ lọc là à, do not content tức là mình sẽ lọc những cái đối tượng mà không có chữ content ở trong này có chữ là Bạn nãy mình nhập vào đây là lesson thì bây giờ mình sẽ nhập vào đây lesson nếu bạn nhập vào chữ gì khác ở trong cái phần mà comment của tường ấy bạn ở đây tức là trong cái biến lọc này có nghĩa là lọc ra những cái đối tượng mà trong này nó không có cái chữ lesson nha ta bấm ok ở trong cái view mà chúng ta cấu tạo tường như thế này thì các bạn vào trong bảng vg rồi trong cái bảng vg này chúng ta sẽ cho trong bảng filter này chúng ta sẽ cho nó một cái filter là cấu tạo tường nhá và mình sẽ cho nó ẩn hết đi à, mình sẽ không cho nó hiện những cái đối tượng này lên với lại và vẫn ok đó các bạn sẽ thấy là À, tất cả những cái tường ở đây chúng ta sẽ không hiện lên à, toàn bộ công trình ta ở đây không có hiện lên nữa rồi à, bây giờ chúng ta muốn là tất cả mọi thứ nó ẩn hết đi nha, các bạn vào trong VVG và tất nhiên là ở trong này các bạn chọn hết tất cả bấm shift chọn hết tất cả bấm vào đây để tắt hết đi sau đó thì chỉ hiện một tường này thôi trong cái annotation thì chúng ta tắt hết đi à, trong cái này chúng ta cũng tắt luôn ở trong cái import nó tắt luôn, chúng ta chỉ có để lại mỗi cái tường. À, cái tường và cho cái tường nó còn chịu cái filter này nữa rồi nó bảo ok. Vậy chúng ta sẽ có một cái à, cái view mà chúng ta chỉ gồm những cái bức tường như này. Và nếu như các bạn muốn vẽ gì thêm vào thêm loại tường nữa ở đây. Đó là xong cái bước sửa soạn nha. Xong cái bước sửa soạn rồi. và bây giờ đến cái bước mà à, làm việc đến cái bước làm việc thì nó cũng uh, dễ dàng thôi. Uh, ở trong cái bước làm việc này thì các bạn chỉ việc là uh, nó có hai cách nha, nó có hai cách. Đôi, uh, cách thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng ngay cái cái listin view này để các bạn làm luôn cái uh, cái cấu tạo tường của bạn. Ví dụ như thay vì các bạn vào trong listin view này các bạn tạo thì các bạn có thể là ví dụ như ở đây mình có đặt cái loại tường này trong cái thay mát của nó là T01 lần lượt nhá tường này là cái đường này là là thay mát của nó là chưa chưa có đúng không thì mình sẽ đặt cái nó ví dụ như à, t04 chẳng hạn như thế và nãy mình có đặt một cái t02 rồi mình không nhớ cái loại nào thôi cho nên là cái loại này thì chắc chắn là t03 rồi ok rồi sau đó thì mình sẽ duplicate nó lên duplicate view nha rồi trước khi duplicate view thì các bạn có chuyển này sang một cái tỷ lệ nó lớn hơn chẳng hạn như thế Rồi sau cùng là các bạn WK cái ông này lên nha. Đầu tiên là ví dụ như trong cái tường này thì các bạn chỉ lấy là cấu tạo tường, ví dụ như là cấu tạo tường các bạn là T01 ok. Rồi các bạn WK nó lên. Chúng ta sẽ có ở đây là T02. Rồi các bạn lại cây lên. Ở đây là T03 à, xin lỗi à, cái tường này là tay ta không có T02 chúng ta có T04 ok rồi Đấy, trong mỗi cái tường này thì các bạn lại bật crop view lên crop vision lên ví dụ T01 thì chúng ta là chỉ lấy cái ông 01 thôi đây đây đó chẳng hạn như vậy rồi lại T03 thì chúng ta chỉ lấy cái ông 03 thôi Rồi Rồi T04 thì các bạn chỉ lấy cái ông 04 thôi Và cái ông ở giữa này Đó Vậy thì việc cuối cùng của các bạn là gì? việc cuối cùng của các bạn hết sức là đơn giản các bạn Chỉ việc là đây là một cái view một bàn thông thường và đây là một cái đối tượng không thường nhé Chúng ta muốn làm gì với nó thì chả được Các bạn có thể là à, Annotate nha là ghi chú kích thước cho nó. Các bạn thích ghi chú những cái lớp nào thì các bạn chỉ việc ghi vào đây thôi. À, xin lỗi các bạn ở trong này chúng ta đã tắt đi cái annotation đúng không? Ta vẫn ok rồi, ok. Chúng ta bật lại lên, chúng ta sẽ có được cái này rồi. À, cái thứ hai đó là chúng ta thích thì chúng ta có thể là tác bài category để chúng ta lấy cái tên tường ra đó, chẳng hạn như vậy mà các bạn có thể chọn leader hoặc là không. Để chúng ta lấy tên tường ra rồi. À, cái thứ ba là các bạn có thể là annotate là cái tác material nhé. Đây các bạn thích uh, material tác các bạn uh, xin lỗi là phải bật cái tắt material chúng ta bật cái leader lên nha ví dụ như đây à, các bạn thích uh, tác kiểu gì thì các bạn sẽ đưa nó vô đây nha đây đó ok giờ ở đây trong này thì những cái này các bạn muốn làm gì đó làm thì vì đây là một cái đối tượng thực thể À, tương tự như vậy đối với lại những cái phần còn lại và việc cuối cùng của các bạn là chỉ việc là dàn trang tức là các bạn sẽ đưa nó vào trong này ví dụ như thế này à, và các bạn muốn muốn thống kê gì nữa thì các bạn có thể đưa nó ra các bạn thống kê nha để cấu tạo tường t 04 chẳng hạn như vậy chúng ta dàn trang ở trong cái bạn cấu tạo tường à, đối với lại cái tường à, tầng 1 khi chúng ta có những cái này chúng ta có những đối tượng này. Thế bây giờ chúng ta lại làm một cái biến lọc tương tự như vậy. Chúng ta sẽ vào trong cái view và chúng ta sẽ cho nó một cái filter ở đây ví dụ legend world và chúng ta sẽ cho nó một cái 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 biến là chúng ta lấy những đối tượng này ra và chúng ta sẽ vào cho cái bảng vg chúng ta sẽ add cái filter này vào nhé Đây và chúng ta đừng cho nó hiện lên visibility bấm Ok các bạn sẽ thấy là ở trong cái bảng mà trong cái các cái view mà các bạn vẽ liên quan đặc biệt là chúng ta lấy view từng một thôi chúng ta làm thì trong cái view này chúng ta sẽ không có thấy được cái những cái đối tượng mà chúng ta lấy tạm này chúng ta làm cái uh, lesson view đó còn ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ có được uh, những cái đối tượng như này và chúng ta ưng làm chi đó thì làm mới là những đối tượng này đều được nha ví dụ như cái này chúng ta uh, nhớ là bật bảng vg lên và chúng ta sẽ annotation chúng ta show annotation lên rồi uh, chúng ta sẽ ở đây ở đây đó các bạn các bạn đi không được thì bạn bấm tab giữa các cái lớp này nha rồi tất như là chiều dài tường thì đây là cái tường của bạn không có làm được rồi chúng ta sẽ ví dụ như những cái kích thước này nó bị chồng chéo nhau quá thì các bạn có thể là à, di chuyển nó lên rồi chúng ta cũng có thể là chúng ta làm cái chuyện là tác bị category leader đây là xin giới thiệu đây là T01 ok rồi các bạn có thể là uh, tác bài uh, annotate material tag bật cái leader lên đó các bạn có thể là bố trí những cái tag qua đây chẳng hạn như thế rồi đó và cuối cùng là lại đi vào trong này và lấy cái tường T1 bố trí vào trong này nha. ở việc bố trí ở trong bản vẽ này các bạn bố trí sao cho đẹp thì tùy các bạn nhé. này. ok và chúng ta sẽ có được cái này. còn trong này vẫn bình thường. trong này thì tất nhiên là này không thấy. à nếu như mà có thấy thì chúng ta lại vào bảng Vg và chúng ta sẽ filter nó ạt cái Tất nhiên là những cái view này các bạn save template lại thì các bạn sẽ à, làm nhanh hơn. Ví dụ các bạn có một cái view chuẩn rồi các bạn save template lại thì tất cả đều nhanh hơn chẳng hạn như thế. À, hoặc bằng tầng 3 rồi bằng size chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là, chúng ta lấy một bằng bằng tầng 1 ra chúng ta sẽ uh, create view template với mặt bằng. ok chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ cho nó một cái view template một bằng kích thước tầm ok tầng hai đó là cái cách mà à, các bạn thấy hết sức đơn giản mà chúng ta có được cái view à, tường như thế này à, chúng ta sẽ có một cái bạn vẽ cấu tạo tường chúng ta có những cái thông tin chung về cái cấu tạo tường và các bạn muốn ghi chú cái gì liên quan đến cái cấu tạo điển hình của tường này à, thì các bạn điều chỉnh trong này thậm chí các bạn có thể điều chỉnh được cái chiều dài của các cái mẫu này cho gợi ý các bạn nha để cho cái bố cục của bạn vẽ chúng ta nó ổn hơn chẳng hạn như thế vậy thì cái clip xin phép được kết thúc ở đây nha chúc các bạn thực hành tốt và các bạn nếu như cảm thấy hay và có ích thì có thể là like, share và chia sẻ clip giúp mình nhé. À, thậm chí là comment nhé. À, còn nếu như cảm thấy mà nó cái mánh này, cái tiểu xảo này nó hơi vớ vẩn thì các bạn cũng có thể à, à, nét qua nhưng mà trước khi nét thì cũng nhớ bấm like nhé. Đừng có bấm dislike nha mình rất là buồn đấy. À, xin chào và hẹn gặp lại.